Bet Aqua 51G. Tưới trên dốc cao. Cái bét, cái cây tiếp 4m, dùng máy vân, máy D24 vân thể 4, đẩy từ độ dốc từ cái bét này này lên tới trên đỉnh tầm khoảng 7 hàng cà phê, 7 hàng cà phê, độ dốc của nó là 10m, là từ cái bét này lên tới trên đỉnh là 10m. Bét tưới nước cũng ok đấy. Còn quay xuống dưới này không thì tầm khoảng 10 hàng cà phê. Em đi họng 18 nhé. Nhìn nó như cái vòi rồng đó các bác. Độ phun xương này đó. Ở trong này nhìn rõ mà không biết là vào clip có thấy rõ không.